Clip này bạn có nha nè, riêng bạn có thôi nha. Mình quay chi tiết hơn chút nha, Zalo số này nha nè. Bạn có mình nói sơ qua nha, bạn có thì nó có loại 400k nha. 400k, 500, 600, 800, 1 triệu nha nè. Đó mình lấy cho anh em coi cái cuốn 400k này nha. Bao nghe hết nha, cái nó trục trặc anh em đừng làm đứt dây nha. Là nó bị cái gì là mình đôi cuốn khác cho anh em hết nha. Đây nè. Nè. Mấy cuốn này là Scott nha, Scott gà gà hết nha anh em. Đây nè. Anh em thích thì mình lựa mấy cuốn Scott cho anh em cũng được nè. Nè cái này là Thanh Tuyền nè. 400k nè. Đó tôi nói thêm cuốn 400 này cho anh em coi nè. Bạn thì trước khi mình ship đi là mình cũng phải test anh em yên tâm nha. Ra mình cũng bán nhiều rồi nha anh em, Thanh Thúy nè. Đó anh em thấy chưa, bình chưa. Đây mình lấy mặc định thôi nha. Này cuốn này còn đẹp này nè, thấy không này, nó màu gà gà này, mới tinh này. Thử cuốn này nè nha, lợi thu này. Đó cuốn này cũng vậy nè, thấy chưa. Còn là gà gà hết nha anh em. Anh em thích gà gà mình chiều hết luôn nha. Đó cuốn này nữa nè, thấy chưa. Cuốn 500k nè. Hết rồi, 400 còn mấy cuốn nữa anh em ơi. Hôm qua đây bán 10 nha. Ây da, bán 10 thì nhạc xuân nè, nó cái riêu nó giống dài nè, nè riêu Scott xịn luôn nha. Ok chưa? Đây là Duy Khánh nè. À, mình quay cho anh em. Đây cũng còn cuốn xuân nè, Scott Gold nè. Nhôm luôn nha anh em, riêu nhôm Scott luôn nha. Nói chung cuốn nào dạ, nó bị đứt, nó đừng có bị đứt là được nha anh em. Còn nó bị trục trặc là mình đôi cái khác cho anh em hết. Tại vì cái giá trị nó lớn mà anh em. Mấy cuốn này nè. Đó. Thanh Thúy Selection. Rồi những cái reel như nào mình cũng có bán luôn nha. Anh em nào chơi thì dạ nha anh em, Zalo nha. Zalo nhiều đồ chơi nha. Đây nè Zalo này nha. Tại vì chỉ Zalo là mình trả lời liền cho anh em á, mình cầm mấy Zalo là chính nha anh em.